Sau đây là phần giới thiệu về sứ vụ hiến sĩ tại Philippines từ năm 1939 cho đến hiện nay. Anh em hiến sĩ truyền giáo đến Philippines vào năm 1939 gồm có hai nhóm. Nhóm đầu tiên đến Manila vào ngày 25 tháng 9 năm 1939 gồm có 4 anh em hiến sĩ. Nhóm thứ hai gồm có 3 anh em hiến sĩ đến Philippines vào ngày 26 tháng 10 năm 1939, tức là tổng cộng có 7 anh em. Và đây là những hình ảnh rất là quý giá về 7 anh em hiến sĩ đầu tiên. Nhóm thứ nhất gồm có 4 cha và nhóm thứ hai gồm có 3 cha. Sứ vụ hiến sĩ tại Philippines thì phải kể đến phần lớn tại Cotabato. Cotabato là một được coi là một mảnh đất, một cái tỉnh Hồi giáo vào năm 1939. Tổng thống Manuel Quezon vào thời điểm đó đã mời gọi mọi người từ các tỉnh khác đến Cotabato với khẩu hiệu là mảnh đất, có thể dịch tạm dịch là mảnh đất không biên giới, bởi vì nơi đây hầu như là một vùng đất trắng, rất là ít những công trình công cộng được xây dựng cũng như rất ít dân ở đây. Nơi đây rất là kém phát triển. Chính vì thế, chính quyền mong muốn mọi người tới đây để mà gây dựng cái mảnh đất này lên. Thì tỉnh Cotabato này được mệnh danh là miền đất hứa, là miền đất của tương lai, và thậm chí được gọi là vựa lúa của Philippines. Đến Cotabato vào ngày 23 tháng 10 năm 1939, anh em hiến sĩ tiếp nối cái công việc mục vụ giáo xứ của các anh em dòng tên. Tức là thực ra anh em dòng tên mới chính là những người đầu tiên đến Cotabato, gồm có ba cha Carasat, Lim và Reyes. Nhưng bởi vì các ngài đã lớn tuổi và công việc của các ngài cần được tiếp nối, chính vì thế anh em hiến sĩ đáp lại lời mời gọi này để đến đây làm việc. Anh em hiến sĩ chỉ có 4 người ở trong một cái mảnh đất mà người ta gọi là cái vương quốc tỉnh Cotabato này thì rất là lớn. Chính vì thế anh em hiến sĩ phải chia nhau ra, chẳng hạn như một cha phải ở lại Cotabato là trung tâm sứ vụ hiến sĩ ở Philippines, rồi một cha thì đến miền Trung và miền Bắc, rồi một cha thì lại đến cái biên giới miền Nam, còn một cha thì lại đến miền Tây, Tây Nam. Sứ vụ hiến sĩ ở Sulu Archipelago, những hiến sĩ chuyển giáo đầu tiên thực hiện công việc tại Sulu và Tawi-Tawi gồm có 3 anh em, đó là cha Bunduk, cha Bilman và cha Dion, chia ra làm việc ở nơi đây. Tại Philippines này thì các anh em hiến sĩ đã có nhiều trải nghiệm sứ vụ quan trọng. Những cái trải nghiệm này giúp cho anh em hiến sĩ rút ra được những kinh nghiệm trong công việc truyền giáo. Đó là một mảnh đất của rất là nhiều đảo, chính vì thế anh em phải đi bằng thuyền buồm để đi từ đảo này đến đảo khác, rồi sau vài tuần thì lại trở lại Cotabato để lấy những vật dụng cần thiết, rồi lại tiếp tục trở về những cái giáo điểm truyền giáo. Ở nơi đây cũng rất là nhiều cơn bão, chính vì thế anh em cũng trải nghiệm, cũng phải trải qua các cơn bão, rồi thậm chí thuyền buồm cũng bị vỡ nát vụn bởi vì những cơn bão, rồi động đất nữa. Rất là nhiều những cái khó khăn của anh em hiến sĩ. Tại nơi đây anh em hiến sĩ cũng rút ra nhiều nhận xét quan trọng, chẳng hạn như nơi đây về mặt điều kiện tự nhiên thì Cotabato là một nơi mà nhiều những cái ký sinh trùng, những loài côn trùng, ruồi, muỗi, loài gặm nhấm, và hầu như con người phải chung sống với
với những loài vật này, chẳng hạn như là thằn lằn. Không có ai dám giết thằn lằn, lý do bởi vì thằn lằn thì ăn muỗi. Chính vì thế nên để thằn lằn sống để tiêu diệt muỗi, giả hạn chế muỗi. Người Philippines thì họ có một cái tập quán là tắm rất là nhiều lần trong ngày. Ngay ở Manila này, một ngày họ có thể tắm lên đến 5-6 lần một ngày. Rồi về nhà cửa ở Cotabato này thì hoàn toàn là mở rộng. Ngay cả khi mà trời tiết nóng thì họ cũng mở cửa. Rồi anh em hiến sĩ cũng để ý đến cái lịch sinh hoạt, cái thời khóa biểu của họ để rút ra được kinh nghiệm trong việc truyền giáo. Anh em hiến sĩ cũng phải có những cái khó khăn, những cái trở ngại phải vượt qua, đó là sự gia tăng số lượng các người theo đạo Công giáo mà cần được chăm sóc về mặt thiêng liêng. Rồi ở trong những nơi rất là nhỏ, những khu vực rất là nhỏ nhưng mà lại có nhiều phương ngữ khác nhau, tức là nhiều cái giọng nói khác nhau, tiếng nói khác nhau. Thêm vào đó là cái tinh thần cục bộ địa phương nó ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống tôn giáo, chính trị cũng như xã hội. Trong một nơi rất là nhỏ bé nhưng mà có nhiều tư tưởng, có nhiều, và cái tinh thần cục bộ giống như kiểu là nước Đức, nước Pháp, nước Ba Lan, các dân tộc khác nhau trong một cái khu vực nhỏ, nên rất là khó khăn trong việc thống nhất. Giờ trong cái bối cảnh đó thì dường như là tiếng Anh nó là một cái giải pháp tốt, bởi vì khi mà trong môi trường công cộng thì họ có thể nói tiếng Anh, như là những chính trị gia, những thị trưởng hay là giáo viên dạy ở trường học thì nói tiếng Anh, nhưng khi về nhà thì họ lại nói cái phương ngữ của họ. Chính vì thế một người Philippines có thể nói được ít nhất là hai ngôn ngữ, là tiếng Anh và một cái ngôn ngữ của cái dân tộc của họ. Và đối với những người không phải nói tiếng Tagalog thì họ phải học thêm cái tiếng Tagalog, bởi vì tiếng Tagalog được coi là tiếng ngôn ngữ chính ở đầu tiên, ngôn ngữ mẹ đẻ của Philippines. Như vậy thế đa số họ nói được ba thứ tiếng, ba thứ tiếng tiếng Anh và hai, một đến hai phương ngữ tiếng Philippines. Rồi những cái thách đố mà anh em hiến sĩ phải vượt qua đó là việc xây dựng và sửa chữa là cái nhà thờ. 50 nhà thờ cũ vào thời điểm đó cần được sửa chữa, 100 nhà thờ mới cần được xây dựng, và nửa triệu người ở những cái nơi mà chưa được khai phá vẫn còn đang được sự giúp đỡ, sự giúp đỡ về vật chất cũng như về tinh thần thiêng liêng. Rồi vào thời điểm đó thì cái bản đồ của Philippines cũng chưa hoàn thiện, có nhiều đảo, nhiều bờ biển vẫn chưa được vẽ trên bản đồ. Trường học cũng rất là thiếu, các đại học cao đẳng cũng rất là thiếu. Rồi các bệnh viện, đặc biệt là những nơi chăm sóc người bị bệnh phong cùi cũng chưa được thành lập, cần phải được xây dựng. Và một nhiệm vụ rất là quan trọng đó là duy trì và gia tăng đức tin ở những nơi, ở những con người đã theo đạo Công giáo, cũng là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Vậy thì phương pháp của anh em hiến sĩ truyền giáo đó là tiếp tục nỗ lực để xây dựng các giáo xứ, xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, rồi nhà xứ, rồi dạy giáo lý cho các trẻ em ở trong các giáo xứ. Rồi trong các giáo xứ thì anh em hiến sĩ tổ chức ca đoàn, rồi thành lập các cộng đoàn giáo dân, rồi xây dựng các lưu xá dành cho các trẻ em nam, rồi tổ chức ra những cái hội giới trẻ dạy tôn giáo ở trong các trường trung học và tiểu học. Rồi bên cạnh đó là những cái nhiệm vụ mục vụ bình thường của một linh mục, như chăm sóc người ốm đau, rồi giải tội, tang lễ, rồi đám cưới, vân vân. Chính vì nhiều nhu cầu như vậy nên hiến sĩ cũng cố gắng gửi
các em nhân sĩ ở các nơi khác đến Philippines làm việc. Và trong giai đoạn này thì ơn gọi của nhân sĩ vẫn còn nhiều, chính vì thế nên tương đối thuận lợi. Nếu anh em tham dự một giờ nguyện của anh em nhân sĩ tại học viện OLAS này, thì cuối giờ nguyện buổi chiều bao giờ anh em nhân sĩ cũng nhắc đến tên của những cha, của những thầy nhân sĩ đã đến Philippines và đóng góp cho sự hình thành và phát triển của sư vụ Philippines. Rất là nhiều, có thể lên tới hàng trăm anh em, kể cả người Philippines và người nước ngoài, những anh em từ các nước khác đến Philippines. Rồi phương pháp, rồi anh em hiến sĩ tại thời điểm đó cũng cố gắng thúc đẩy một vụ ơn gọi hiến sĩ tại đây cho những trẻ em nam mà có thiên hướng theo ơn gọi hiến sĩ. Kết quả của sứ vụ hiến sĩ đó là thiết lập được các giáo xứ, rồi định hình được giới trẻ, cho ra đời được các nhà huấn luyện, các cộng đoàn huấn luyện, rồi chương trình về kinh tế xã hội, tổ chức những cái tờ báo cũng như tạp chí, rồi tham gia vào công việc công lý hòa bình. Rồi những công việc hiến sĩ cũng hoạt động ở giữa những người Hồi giáo. Ngoài ra thì một đức cha hiến sĩ cũng đã thành lập một hội dòng nữ, viết tắt là OND, Oblates of Notre Dame Congregation, hội những hiến sĩ của Đức Bà. Đây là một câu rất là quen thuộc đối với hiến sĩ. Giáo hoàng Pio thứ 11 nói rằng hiến sĩ là những chuyên gia trong những sư phụ khó khăn nhất. Khi ngài biết được công việc truyền giáo của anh em hiến sĩ tại vùng Bắc Mỹ, đặc biệt là Canada, thì đây cũng là một cái danh hiệu mà các nhà báo của Manila dành cho hiến sĩ. Omnis Commendos of the Church. Hiến sĩ là những chiến binh của xã hội. Bởi vì lý do chính đó là anh em hiến sĩ làm việc ở vùng Holo và Tawi-Tawi. Đây là một nơi mà có thể nói là rất là nguy hiểm, và hầu như anh em hiến sĩ là người đến đầu tiên, cũng như là rất ít hội dòng làm việc nơi đây. Gọi nguy hiểm bởi vì tất cả những linh mục khi mà đi làm việc công việc mục vụ thì đều phải có một người bảo vệ đi theo, một và ít nhất là hai người bảo vệ, chứ không phải một người đi theo để bảo vệ, bởi vì có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào, bởi vì đây là cái khu vực Hồi giáo rất là, và có nhiều người phần tử cực đoan, mặc dù là đa số người Hồi giáo rất tốt và thậm chí họ cũng giúp đỡ hiến sĩ nữa, nhưng mà cũng có những phần tử cực đoan, vì thế nên rất là nguy hiểm. Sau đây là sự giới thiệu về mục vụ về các giáo xứ và các điểm truyền giáo ở Metro Manila, cụ thể là thành phố Caloocan. Thì anh em hiến sĩ phụ trách hai giáo xứ, đó là Thánh đường Đức Bà, Đức Mẹ Ban Ơn, và nhà thờ giáo xứ Bangko Barrio, đều ở Caloocan City. Ở miền Bắc của Cotabato, anh em hiến sĩ phụ trách 4 giáo xứ. Đây là một số hình ảnh về 4 giáo xứ anh em hiến sĩ phụ trách. Ở Sutat Kudarat, anh em hiến sĩ phụ trách 3 giáo xứ. Đây là một trong 3 giáo xứ đó. Ở Maguindanao, anh em hiến sĩ phụ trách 4 giáo xứ. Đây đều là những giáo xứ, hầu như đều là những giáo xứ mà anh em hiến sĩ thành lập. Anh em hiến sĩ đến những nơi mà chưa có nhà nguyện, chưa có giáo xứ, thì anh em hiến sĩ xây dựng. Và sau khi xây dựng xong thì anh em hiến sĩ cũng sẽ gửi lại cái giáo xứ đấy lại cho giáo phận hoặc là cho các hội dòng khác điều hành. Và anh em hiến sĩ tại Philippines này lại di chuyển đến nơi khác để tiếp tục truyền giáo. Sư vụ tại Bagi Pasan thì anh em sĩ còn
là những người đi mở các trường học đặc biệt cho dân tộc Manopo. Tại Sulu, anh em sĩ phục vụ ở Holo và Siasi. Đây là vương cung thánh đường, nhà chính tòa Sulu. Tại Takwitawi, anh em sĩ phụ trách 5 giáo sứ. Như vậy là tổng cộng trên đất nước Philippines hiện tại thì anh em sĩ phụ trách khoảng 20 giáo sứ. Tức là trước đây có thể nhiều hơn, nhưng anh em hiến sĩ giao lại cho giáo phận hoặc là hội dòng khác. Hiện tại chỉ phụ trách 20 giáo sứ. Đều là những giáo sứ có thể nói là nghèo và cần giúp đỡ. Ngoài một vụ giáo sứ thì như trong hiến pháp của hiến sĩ thì anh em hiến sĩ còn phụ trách tất cả những công việc liên quan đến truyền giáo. Ở đây là một số công việc. Đó là các mục vụ trong trường học, đã mục vụ về truyền thông, mục vụ về việc tĩnh tâm, mục vụ cho công lý hòa bình và sự hòa hợp của của vạn vật, rồi mục vụ cho những người dân tộc thiểu số và đối thoại liên tôn giáo. Đây là một mục vụ rất là đặc biệt của hiến sĩ tại Philippines, bởi vì đối thoại liên tôn, anh em hiến sĩ tại Philippines đã đóng góp vào việc đối thoại liên tôn giữa chính phủ Philippines và các nhóm Hồi giáo ở miền Nam trước đây, đóng góp vào một trong những cái hiệp ước hòa bình tại Philippines này. Mục vụ trường học, anh em hiến sĩ tại Metro Manila, anh em hiến sĩ điều hành một trường trung học, đó là trường Notre Dame of Greater Manila High School. Đó là trường học mà Che Bernabe, người hiện là phụ tá tổng quyền, là hiệu trưởng, và bây giờ là thầy Noel Garcia. Đây là trường hiến sĩ đầu tiên tại châu Á, Misajap, Notre Dame of Misajap College. Và đây là trường đại học Notre Dame. Nơi đây, anh em sĩ không chỉ dạy về triết học mà còn mở các khoa ở các lĩnh vực như y tế, về kinh tế, về điện tử vân vân. Đây là một trường đại học của hiến sĩ. Anh em hiến sĩ ở trong giai đoạn triết học cũng học triết học ở đây, sau đó được đưa lên Manila để học thần học. Đây là trường Notre Dame of Holo College. Như chúng ta thấy là rất là nhiều những dân tộc được biểu hiện qua các trang phục khác nhau. Đa số đây là một trường đại học, trường college ở miền Nam, và phần lớn học viên ở đây là người Hồi giáo. Anh em sĩ dẫn thân để phục vụ cho họ. Đây là một vụ về truyền thông, truyền thông radio về các thánh lễ của anh em hiến sĩ. Và đây là một tạp chí của anh em hiến sĩ, tờ báo Mindanao Cross. Đây là trung tâm truyền thông của hiến sĩ NDRC. Anh em hiến sĩ cũng phụ trách một kênh truyền hình, đó là iWatch. Về một vụ tĩnh tâm, anh em hiến sĩ cũng điều hành, viết tắt là ONC, trung tâm tĩnh tâm ở đây, gần ở Metro Manila. Chương trình huấn luyện của đời sống hiến sĩ thì có một năm tiền tập, một năm tập viện, và sau đó là học viện, sau tập viện. Anh em hiến sĩ có 4 vị tử đạo, đó là cha Javen Lan Nè, rồi Đức Giám Mục Benjamin de Jesus, ngài bị sát hại ngay trước nhà thờ Vương Cung Thánh Đường, chính tòa của Holo. Rồi cha Benjamin Inocencio, ngài cũng bị sát hại ở gần nơi mà Đức cha Ben de Jesus đã bị sát hại trước đây.
và cha Roda. Đây là Đức Giám Mục Benjamin de Jesus, cha Roda, vị tự đạo. Đây là hình ảnh của bốn vị tự đạo trong một quyển truyện tranh về hiến sĩ ở Philippines. Câu chuyện của những hiến sĩ truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Philippines đó là một câu chuyện của sự tốt lành, yêu thương của Thiên Chúa, một câu chuyện của sự trưởng thành và sự phát triển đáng ngạc nhiên sau rất là nhiều những hy sinh và đau đớn. Đây là một trong những cái lời giới thiệu về ơn gọi của hiến sĩ tại Philippines. Nếu bạn nói đáp tiếng xin vâng đối với ơn gọi hiến sĩ, bạn không thể lập gia đình, nhưng cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập tình yêu. Bạn không thể giữ cuộc cải cho riêng mình, nhưng gia tài của bạn sẽ không thể đo đếm nổi. Bạn sẽ không có thời gian cho chính mình, nhưng thực ra bạn sẽ có tất cả. Hãy nói vâng và hãy để Thiên Chúa viết trong trái tim của bạn cái tên OMI, hiến sĩ Đức Maria Vô Nhiễm. Xin cảm ơn tất cả anh em.